Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay con 50-2E của mình đã bị bệnh rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bác chút về cái bệnh của nó và cái cách khắc phục nhá. Thì vừa rồi thì mình vừa mới tháo cái dẫn hướng này ra. Đây, tháo ở trong cái chỗ này ra. Và kiểm tra thì thấy như thế này đây anh em. Gãy hết lò xo rồi. Thì hai cái mối này nó gãy trước rồi. Thì ở buổi sáng nay tăng xích khoảng 3-4 lần để đi làm tạm, thì đến gần trưa đây thì bây giờ mới có thời gian để tháo ra, để bảo là để đi thay cái phớt chắn mỡ của cái ti này. Nhưng mà bây giờ ấy là nó gãy cả lò xo, cho nên mình phải thay cả lò xo các bác nhá. Đây thì cái chỗ bơm mỡ của nó thì nó lại sẽ bơm vào cái đầu ti này các bác nhá, đầu vú mỡ này. Đấy, còn nếu như mà để mà xử lý những cái phần này thì là sẽ phải đến các bác thợ cơ khí. Thì các bác ấy lắp vào, các bác ấy tháo ra, thì bởi vì những cái con ốc này nó hàng năm rời rồi, nó chưa, tức là từ lúc nó lắp mới người ta cũng chả tháo ra bao giờ các bác. Đó. Thì bây giờ cái này thì mình sẽ để thay lò xo mới và xử lý lại cái phớt kia. Còn về cái phần mặt bằng hôm nay mình làm thì sẽ xin giới thiệu qua cho các bác một chút thế này. Hôm nay thì em đang đi dọn cái mặt bằng, dọn cỏ và mặt bằng. Thì cái video chi tiết thì em có đăng ở trên kênh, nhưng mà em sẽ edit sau và quay lại sau các bác nhé. Hôm nay thì tranh thủ quay bằng điện thoại thì làm một cái video ngắn này thôi. Ok, cả là cái tăng xích kia mình có quay nhá, quay hai cam luôn, hai góc quay luôn. Cái này nó là một cái diện tích móng cốc, nó có 10 cốc và 5 cốc hai bên. Thôi, cái đấy được chưa? Thì anh sợ anh mang cái lò xo mới về rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra để mình khênh vẩy các bác nhá. Thì ở ngoài đấy dài thế nhỉ? Đi ép mà, cái này phải đi ép à? Đây là xo đây, úi giời, mới đét các bác. Con này thì phơi đét rồi các bác. Đây. Đi xuống dưới này quay cho anh em xem cái lọ xo cũ với lọ xo mới nó như nào nhá. Ôi giời, dài đúng bằng nó luôn. Thế mà người ta ép cái lọ xo nó xuống còn có một tí các bác ạ. Đấy, nếu mà thế thì nó phải xuống đến đây. Thì cái đầu ti này nó bị đầu ti này cũng bị xước và bị gì rồi. Cái này thì khả năng vẫn phải xử lý thôi. Đó, thì cái này thì nếu mà mang đi ép thì mình không quay được video rồi. Hoặc là có quay video nhưng mà sẽ là đăng ở trên kênh ở video sau thôi, chứ còn như bây giờ thì không thể làm được rồi. Đấy, bởi vì là cái này thì mang đi rất là mất thời gian. Mình ta tranh thủ buổi trưa thì chắc anh Sơn anh sẽ đi thôi, hoặc là cho thợ người ta đi thôi. Đó. Đấy, cái lò xo cũ nó hỏng thì nó ép còn này, còn lò xo mới nó dài như này nhá anh em nhá. Đấy. Ok. Thôi chào mọi người nhá, giới thiệu qua các bác một chút về cái công trình như thế này thôi. Ok. Chào anh em.